Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người, một ngày mới nhiều sức khỏe nha. Hôm nay cũng là cuối năm mọi người. Đang là 31 tháng dương lịch đây. Cũng tiếp tục đoàn đi thăm bãi nè mọi người. Trời mưa biết. Thì thấy trời mưa là sương mù nó bao phủ hết. Qua suối của đồi là ngát mọi người ơi. Cho nên là không biết không phải có may mắn gì không? Cũng của mình đây mình cũng có đặt thêm về ghé nè mọi người, để cái cột này không biết tình hình ngày hôm nay là khả năng cũng suy nghĩ là cũng có cơ hội đấy nha mọi người. Người thấy cảnh ở đây có đẹp không? Bình yên. Giờ cũng rút cái núi trên cô đi, núi trong xoa nghe mọi người. Đường đã đi xa không được, dễ sai rồi. Người thấy cánh đồng lúa đẹp không? Nó mới sọt nghe mọi người. Cho mọi người xem video theo dõi cuộc hành trình ngày thăm bãi hôm nay của mình nghe mọi người, một ngày cuối năm. Mọi người xem video thì thấy video ha, thì cho mình xin một like và lực đăng ký nha mọi người. Bây giờ thôi mình đi đến chỗ bãi dính thú chứ rồi chi là mình quay lại cho mọi người xem ngay. Rồi mọi người ơi, mới sống vô hòn rồi mọi người ơi. Mình chưa đến cột mình còn một con so mà là thấy nó lôi nó đến ở đường kìa. Thì sao mọi người thấy không? Lấy so mình quay lại cho mọi người xem. Không, không. Mọi người thấy con tre không? Đó thấy chưa? Đây. Đây. Còn nó khó cùng hết. Một mối rồi mọi người.
kỹ nè mọi người. Đó mình về chỗ kia kìa. Đó mình về cái đoạn đó. Rồi đây, mát rẻ cây cho đây. Không có này. Mình có làm dò. Đuôi mình có động cái này. Giờ chồng mình ốc. Rồi đây mình mát bảo vô rồi nha mọi người. Đi lại đấy mọi người. Đã là mọi người là cắn rồi nè. Lấy hòm, kiểm soát. Gỡ mình mới gỡ con một mỏ kỳ bay đây mọi người, mình lại cái bãi kỳ bay này mình thấy cái bật rồi đây mà không biết có bãi đâu rồi không biết đang bật không thôi cái trong đó bật mà xả bắt đầu mọi người chính con chi hụt mất rồi đây cái kỳ nhà người ta tình hình tiếp theo là mình nhìn thì thôi mình thấy cái lỗ kẹp nó bật rồi mọi người mới chính công ty rồi gò rồi mọi người gò này lông còn kéo rồi đã xả rồi mọi người đây còn một cái chân đâu mọi người chính gò là đi lại đứt chân rất nhiều đó mọi người. Dạ đó mọi người, đổ lông cùng đó mọi người. Con này là con mén rồi mọi người. Đổ lông. Dạ đó. Con này dính vào bụng cua kìa. Mọi người là kìa ra bãi đó nha mọi người. Rồi tiếp tục lên một con gà rừng nữa mọi người. Con mé mà trời mưa lạnh quá chết mất rồi này. Mày thấy con gì cắn mọi người con gì cắn con gì cắn khả năng là chuột rồi mọi người chỉ còn tưới thôi mà con gì cắn rồi còn mé tơ nha mọi người con gỡ ra rồi đâu chết quá chết. Ừ, mưa lạnh nên là nó mát, bụng cua là đến gọi cua đêm là chết rồi. Hiện tại mình đang ở máy số 7 rồi nha mọi người. Mình về đến chỗ xe rồi, trời nó mưa quá mọi người. Còn mấy cái bãi lại xa dính được một viên cúc nữa mà trời mưa quá mình không quay được cho mọi người xem. Trời mưa mọi người thấy không? Trời nó đỡ mưa rồi nè. Mình lấy điện thoại đó mình quay mọi người xem đỡ mưa rồi nhưng mà nãy trời nó mưa tầm tỏa mưa khiếp đó thôi mình cũng tụt ngưng video ngày hôm nay nha mọi người xem ủng hộ mình cho mình một like và lực chia sẻ với nha thôi, hẹn gặp lại ở video sau nha mọi người cảm ơn mọi người đã xem video.